Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Diệu Nguyễn, câu chuyện Chôn Sống Cậu Cả. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tình hình ông nhà tôi thế nào rồi hả thầy? Bà Vân gương mặt đăm chiêu nhìn thầy Lang thấp thỏm hỏi. Dù bà biết bệnh tình của chồng mình đã bị từ độ chục năm về trước, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông ấy cứ lần lừa mãi không chịu chữa bệnh. Đến hôm nay đổ nặng đến mức không thể đi đứng nổi, vợ chồng của bà mới dám mời thầy Lang làng bên qua coi. Thầy Lang thoạt nhìn đã biết gia cảnh bà Vân không khá giả gì cho cam. Thầy cũng chẳng biết phải làm thế nào, nhưng với lương tâm của một người hành nghề cứu người, thì đành phải nói thẳng để gia đình họ có sự chuẩn bị tinh thần sớm. Bệnh của ông nhà không phải là bệnh nguy hiểm, chỉ là do lao lực trong thời gian dài dẫn đến cơ thể suy kiệt. Bây giờ phải liên tục tầm bổ cho ông ấy, đồng thời chịu khó uống thuốc nam trong vài năm thì mới có thể phục hồi được. Tôi nói thế này khi không phải, thế nhưng mà để chữa trị tận gốc, số tiền bỏ ra không phải nhỏ, có khi phải đến vài trăm đồng bạc. Nói đến đây thì bà Vân cùng cô con gái tên Mơ đều sửng sốt. Cả đời họ còn chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn như vậy, bây giờ lấy đâu ra tiền để chữa trị? Đã quen nhìn nhiều với hoàn cảnh sinh ly tử biệt, nhưng thầy Lang vẫn không nhịn được an ủi mẹ con bà Vân. Bà cũng đừng lo lắng quá, tôi sẽ bốc chức mấy thang để cho ông nhà bồi bổ khí huyết. Mấy loại dược liệu này đều là do tôi đi hái ở quanh làng cho nên không tốn tiền đâu. Ê, thế nhưng mà loại thuốc này chỉ uống tạm thời, với bệnh tình của ông nhà thì vẫn nên chữa trị tận gốc càng sớm càng tốt. Nhà bà Vân là một trong những hộ nghèo cố rách áo ôm nhất nhì ở trong làng Vũ Đình này. Sức khỏe của ông Đại từ trước đến nay đều không tốt, lại nghèo chẳng có tiền mời thầy Lang đến xem bệnh, cho nên càng về già ông lại càng yếu. Cho đến hôm nay thì đổ bệnh đến mức chẳng thể đi đứng được. Nhìn quanh ngôi nhà đất lợp mái rơm, cả cái nhà chẳng có nổi một thứ gì đáng giá để bán đi lấy tiền, khiến bà Vân cùng con Mơ ôm nhau bật khóc. Ông Đại còn đang nằm trong buồng do mệt quá nên thiếp đi được một lúc. Chỉ còn lại hai mẹ con bà đi đi lại lại giữa gian nhà trống trải mà trong lòng rối như tơ vò. Con bé Mơ năm nay 17 tuổi, đang đến tuổi cập kê, nhưng do nhà bà quá nghèo nên đám con trai trong làng chẳng mặn mà gì chuyện cưới hỏi. Con bé là một người đẹp nít. Buổi sáng thì đi chợ bán rau bán củ, chiều về quần quật ngoài đồng, làm hết việc này đến việc khác. Nhưng dù có như vậy thì nó vẫn là con gái của một trong những hộ nghèo cùng đinh của làng Vũ Đình. Nhìn vào đó thì ai cũng khen nức nở, thế nhưng mà hỏi cưới nó thì lại chẳng một ai dám đèo bổng thêm gánh nợ. Nói đúng ra thì thời này nhà nào chẳng khó khăn, đến cái ăn còn phải chạy vậy từng bữa, thì người ta sợ cái nghèo và sợ những gia đình nghèo để chuyện khó trách được. Biết thân biết phận của mình như vậy, con bé Mơ chẳng dám ước mơ cao sang. Nó chỉ mong có một người đàng hoàng tử tế, hỏi cưới rồi gả đi như bao người khác. Thế nhưng còn chưa kịp gả ra ngoài thì bố nó đổ bệnh, một căn bệnh cần nhiều đồng bạc trắng mới có thể chữa khỏi. Càng nghĩ con bé Mơ lại càng buồn, nước mắt của nó rơi lã chã trên mặt chẳng buồn lau đi. Thế trời gần sáng nó ngồi dậy vấn thóc, chuẩn bị hái rau đi ra chợ bán. Chợ làng Vũ Đình nằm ngay giữa làng, quanh đi quẩn lại chỉ bán vài mớ rau, con cá, miếng thịt và một vài thứ chén bát sành mà nhà nào cũng cần phải có. Làng nghèo nên chợ cũng nhỏ, ấy vậy mà hôm nay người làng, người nước gặp nhau, ai cũng bàn tán xôn xao một chuyện lạ lùng. Thật hả ba? Chứ còn gì nữa? Sáng nay tôi thấy gã người làm nhà ông ấy đi loan tin ầm cả lên. Chết dở. Thế thì thật rồi còn gì? Nhà ông Tấn ông ấy rõ giàu, thế mà đường con cái lại mù tịt bà nhỉ? Chuyện. Cái đời cha ăn mặn đời con khát nước, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Mấy mớ rau của Mơ từ sáng đến giờ chưa bán được mớ nào. Hai tay của nó giọng điên nghe ngóng câu chuyện của mấy bà hàng quán bên cạnh. Ban đầu còn chưa rõ đầu cua tai nheo, sau một lúc mới hiểu được họ đang nói đến cậu cả,
Còn ông Tấn là người giàu có tiếng ở cái đảng Vũ Đình này. Ở làng từ người già đến trẻ con, dù không bao giờ bước ra đường, chắc cũng phải một lần nghe ông Tấn. Nhà ông ấy giàu lắm, ruộng vườn phải nói là bao la bát ngát. Để có được gia sản to lớn như vậy, người ta bảo từ còn trẻ ông ra sức vơ vét của nà của người nghèo, thậm chí là còn lừa họ ký giấy bán đất với giá rẻ. Thế nên mỗi lần nhắc đến nhà ông Tấn, ai cũng e sợ, sợ cái uy và sợ sự tàn nhẫn của ông. Gia cảnh giàu khó là vậy, nhưng ông Tấn chỉ có hai người vợ và một người con duy nhất là cậu cả. Ấy vậy mà cậu cả lại bệnh tật từ nhỏ, chẳng mấy ai trong làng này được nhìn thấy mặt cậu. Bởi từ nhỏ cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, sợ đi ra ngoài gặp phải gió độc ảnh hưởng đến thân thể chân quý của cậu. Ông Tấn đã chỉ biết bao tiền mời thầy lang đến chữa bệnh cho cậu, thậm chí là đồ bổ đồ quý gì ông cũng tìm về cho cậu ăn. Nhưng sức khỏe của cậu cả mỗi lúc một yếu. Thế nên dù đã 20 tuổi thì cậu vẫn chưa dựng vợ gả chồng, mặc cho người làng suốt ngày bàn tán thì cậu vẫn bình chân như vậy. Có vẻ như bây giờ thời thế đã khác, cho nên cả làng Vũ Đình người ta đang đồn ầm lên rằng ông Tấn đang chọn con dâu, tìm vợ cho cậu cả. Biết là sức khỏe của cậu không tốt, nhưng gia đình nhà ấy tiền của nhiều như nước, thế nên việc trở thành con dâu của người giàu nhất làng Vũ Đình này vẫn khiến cho không ít thiếu nữ mơ ước. Mơ thì chỉ biết nghe vậy thôi, chứ cô cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Một bên là người giàu có nhất làng, một bên là nghèo nhất làng. Khoảng cách của bọn họ quá lớn. Cô không ngại chịu khó chịu khổ, nên cũng chỉ mong tìm một người chồng bình thường yêu thương cô và bố mẹ cô là đủ. Suốt cả buổi chợ hôm ấy, đầu óc của Mơ vẫn nghĩ mãi về những chuyện này. Cô quẩy quăng gánh đi một cách vô định về nhà, mà chẳng biết được rằng có một chuyện kinh thiên động địa đang đợi mình ở phía trước. Đường vào ngõ nhà Mơ trong một hàng cau thẳng tắp, không cảnh yên bình với mùi hương cỏ dại thoang thoảng. Dù chẳng giàu sang phú quý gì, nhưng ở đó có bố mẹ, có mấy đống rau đay rau muống cô chăm sóc mỗi ngày. Đầu óc của cô đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có một giọng nói sang sảng lọt vào tai. Ông bà cứ nghĩ kỹ đi, ngày mai tôi sẽ quay lại. Một người đàn ông tuy ăn mặc đơn giản nhưng phong thái lại uy nghiêm, nhìn giống như là người hầu thân cận trong những gia đình quyền quý. Cô vội lách người tránh qua một bên, nhường đường cho người đàn ông xa lạ. Ông Đại và bà Vân ai nấy đều đăm chiêu suy nghĩ nên chẳng chú ý đến việc Mơ về từ bao giờ. Cô lặng lẽ đi vào nhà, cất tiếng chào bố mẹ. Thưa bố mẹ, con mới về à? Bà Đại, bà Vân lúc bấy giờ bừng tỉnh, vội vàng dìu chồng vào trong buồng. Sức của ông còn rất yếu, mấy hôm nay ông uống thuốc của thầy lang cũng có chút tác dụng, nhưng mà khí huyết vẫn suy giảm nhiều, chỉ e là không thể kéo dài được bao lâu. Mới thấy mặt bố của mình tái xanh thì vội vàng chạy lại đỡ, nhưng sự tò mò làm cô gái trẻ chẳng kiềm chế nổi liền hỏi. Vừa nãy nhà mình có khách hả mẹ? Là ai mà sao con chưa từng gặp? Ông Đại nghe câu hỏi này thì ho lên, bà Vân không dám chậm trễ đưa ông vào trong buồng. Ông mau nghỉ đi, cái chuyện này để tôi bàn với con Mơ xem ý của nó thế nào. Người ban nãy đến nhà ông bà chính là người hầu tâm phúc của ông Tấn, người giàu có nhất cái làng Vũ Đình này. Nhà họ có một người con trai là cậu cả, năm nay đến tuổi dựng vợ gả chồng. Nhưng thân thể yếu ớt từ nhỏ nên ông Tấn muốn tìm người hợp mệnh để cưới vào, giúp cho sức khỏe của cậu cả được cải thiện phần nào. Còn vì lý do tại sao họ chọn Mơ thì nhà bà chẳng tài nào hiểu được. Bà chỉ biết được rằng nhà bà thì đây chính là cọng cơm cứu mạng, là cơ hội duy nhất giúp bà có tiền để chữa bệnh cho chồng. Nhà ông Tấn là nhà giàu có tiếng ở mảnh đất này. Con bé Mơ được gả vào nhà họ thì nhất định có cuộc sống tốt hơn. Dù tự huyễn hoặc bản thân như vậy, nhưng trong đầu của bà vẫn lăn tăn nhiều chuyện, khiến cho bà đắn đo chẳng thể mở lời. Con bé Mơ như hiểu được mẹ của mình có chuyện nặng lòng, cho nên nó cũng chẳng nói chẳng rằng đi xuống bếp nấu cơm. Lu gạo của nhà nó hết nhẵn từ mấy hôm trước, sắp đến mùa giáp hạt nên không chỉ riêng nhà nó mà các hàng xóm chung quanh cũng đều rơi vào tình cảnh thiếu ăn. Sáng nay bán rau được vài hào, Mơ đành cắn răng cầm mấy củ khoai lang đem rửa để đi luộc.
Tiến bây giờ phải để dành cắt thuốc cho bố. Đã rất lâu rồi mơ cảm thấy chính nó đã đi quên đi mùi cơm trắng. Ai bảo nhà nó nghèo lại còn mắc cái eo. Đến bữa cơm hai mẹ con bà Vân chia nhau mấy củ khoai luộc. Thế nhưng hôm nay thái độ của bà Vân khác lắm. Cứ thỉnh thoảng bà lại nhìn con bé Mơ như có điều muốn nói. Mơ dường như hiểu được mẹ của mình cho nên cô gợi ý. Cái ông sáng nay đến nhà mình là ai vậy mẹ? Bà Vân nghe đến đây thì rơm rớm nước mắt. Bà cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất để thuật lại mọi chuyện cho con gái nghe. Không biết ý con như thế nào. Nếu con đồng ý thì mẹ sẽ đánh tiếng cho người ta. Cương mặt của bé Mơ tái mét trong chớp mắt. Nó chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn nhân của mình được quyết định trong tình huống này. Thời này mọi người dựng vợ cả chồng đều theo ý bố mẹ sắp đặt. Nhưng bố mẹ rất thương nó. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ ép buộc nó điều gì. Bà Vân vẫn cho Mơ cân nhắc kỹ. Nhưng con bé Mơ lại chẳng biết nghĩ gì. Một bên là bố ruột đang bệnh nặng. Một bên là cưới một người lạ. Thậm chí một người yếu ớt từ nhỏ. Người ta chọn nó cũng chỉ vì hợp mệnh mà thôi. Mơ mới 17 tuổi. Cô gái nào ở độ tuổi của nó cũng sẽ ít nhiều mơ ước về một tình yêu đẹp. Thế nhưng mà câu hỏi của bà Vân giống như đóng sập cánh cửa yêu đương đang mở ra trước mắt của nó. Nó nghe đồn cậu cả qua mấy lời kể của các bà các cô ngoài chợ. Bởi vì thân phận thấp hèn của nó nào dám mơ có một ngày được gặp người giàu sang như thế. Bây giờ đột nhiên nghe nói phải cưới người đó khiến cho Mơ hoảng hốt vô cùng. Nó hiểu ra cảnh của mình. Nếu có bước chân vào nhà ông Tấn cũng chỉ là thân phận nô bộc cho cậu cả mà thôi. Nó không tin vào những thứ như là hợp mệnh rồi chữa khỏi bệnh gì đó. Nó chỉ sợ nếu lỡ bệnh tình của cậu cả không tốt lên thì cuộc đời sau này của nó biết đi đâu về đâu. Nhưng điều nó nghĩ cũng chính là điều mà bà Vân lo. Bà không dám nhìn thẳng vào gương mặt trống rỗng vô hồn của con gái. Bà chỉ khẽ khuyên bảo. Con cứ nghĩ cho thật kỹ. Bố mẹ sẽ tôn trọng ý định của con. Thế là sau một đêm thức trắng để suy nghĩ, rồi đã khóc đến cạn cả nước mắt, Mơ vẫn quyết định cưới cậu cả nhà ông Tấn. Rồi thực chất chỉ là cưới để chữa bệnh cho cậu cả, thì nhà ông Tấn cũng chẳng bạc đãi gì nó. Đám cưới rình rang linh đình cùng với số sính lễ đủ để cho bố nó chữa bệnh bằng những phương thuốc tốt nhất. Cuộc sống của bố mẹ nó sau này chẳng còn phải chịu cảnh bữa đói bữa no. Đối với Mơ như vậy đã là quá đủ. Ai bảo thân phận của nó hèn mọn, ai bảo nhà nó nghèo có tiếng ở làng này. Thế thì làm gì có quyền tự quyết định cho hạnh phúc của mình. Cánh cổng gỗ của nhà ông Tấn khép lại. Tiếng kèn tiếng pháo vụt tắt. Thay vào đó là cuộc sống xa lạ của những con người xa lạ đang chờ đón cái Mơ. Chú rể không hề xuất hiện trong lễ đón dâu. Mãi đến khi bước vào trong phòng cưới, Mơ mới nhìn được diện mạo của người chồng. Cậu cả có gương mặt hiền lành, nhưng do lâu ngày không tiếp xúc ánh mặt trời cho nên da của cậu tái xanh như người bệnh nặng. Mà đúng thật là cậu bệnh thật. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn nằm im trên giường, hơi thở mong manh như sắp tắt. Thầy Lăng và người hầu kẻ hạ đi ra đi vào, người đưa thuốc, người đưa khăn đau mồ hôi. Còn bé Mơ đang ngơ ngác chẳng biết mình phải làm gì, thì một người phụ nữ nhìn sang trọng gọi nó ra ngoài nói chuyện. Đây chính là bà Phượng, vợ hai của ông Tấn. Người vợ đầu tiên của ông cũng là mẹ cậu cả qua đời từ khi cậu còn nhỏ. Một tay bà Phượng chăm sóc cậu từng miếng ăn giấc ngủ. Chỉ tiếc là dù hết lòng chăm bẵm thế nào đi chăng nữa, thì sức khỏe của cậu cũng không chuyển biến. Mơ nhìn sắc mặt lạnh tanh của bà Phượng, chân tay run rẩy, nó lắp bắp mãi mới nói được thành lời. Dạ, bà cho gọi con. Cách nói chuyện chẳng khác nào kẻ ăn người ở trong nhà, khiến cho bà Phượng mỉm cười hài lòng. Giọng nói của bà vì thế mà cũng nhẹ đi đôi chút. Mày đã vào cái nhà này, phải biết tuân thủ tôn ti trật tự, ngoan ngoãn biết điều hầu hạ cậu cả. Cái ngữ thấp hèn như mày được gả vào đây, lại chẳng may phước mấy đời. Không cẩn thận làm cậu cả sẽ đến chuyện gì. Chết với tao đấy. Con bé Mơ nghe đến đâu thì toàn thân run rẩy đến đó. Tối hôm đó là đêm đầu tiên về nhà chồng, nó luôn túc trực bên giường của cậu. Dù mới chỉ gặp lần đầu nhưng sự hiền lành của người con trai ấy khiến cho Mơ thở phào nhẹ nhõm. Ít ra người này chẳng phải là một ông già yếu hay là một tên bặm trợn. Cuộc sống sau này hy vọng sẽ dễ thở hơn một chút.
Nghe đến bố mẹ già ở nhà rồi căn bệnh suy nhược của bố khiến cho Mơ nhận được tiếp thêm sức mạnh. Nó vẫn tin rằng chỉ cần mình cư xử biết điều và hết lòng, cậu cả chắc chắn cũng như mọi người trong nhà này sẽ không phụ lòng của nó. Ấy nhưng thực tế đã nhanh chóng va vào mặt của Mơ một cái đau điếng. Sáng hôm sau lúc Mơ còn lim dim ngủ gục trên bàn trà thì tiếng hét thất thanh vang lên bên tai. Trời đất ơi, người đâu? Cậu cả, cậu cả. Mơ giật bắn mình, từ cửa một loạt những người liên tiếp chạy vào bên trong. Thầy Lăng đuổi tất cả mọi người ra ngoài để thầy thăm khám. Mơ cũng bị người ta đuổi ra ngoài. Nó còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì mấy người hầu trong nhà nói chuyện với nhau. Chết rồi, gương mặt cậu ấy tím tái nên tôi sợ quá. Có khi nào lần này lành ít dữ nhiều không? Phủi phui cái miệng, cậu mà có bệnh hệ gì để chết cả lũ đó. Mà nó thản nhiên nói chuyện trước mặt của Mơ. Mơ cũng chẳng để tâm làm gì. Nó hiểu vị trí của mình ở đâu nên cũng buông xuôi từ lâu cho lòng nhẹ nhõm. Nó chỉ im lặng đứng một góc sân, hai mắt nhìn chăm chăm cánh cửa buồng của cậu cả, như thầm hy vọng một điều gì đó. Thế nhưng có vẻ ông trời chẳng buồn đứng về phía nó. Đám tang của cậu cả diễn ra trong buổi sáng ngày hôm ấy. Đám tang rình rang cũng chẳng kém gì đám cưới hôm qua. Cũng kèn, cũng trống, cũng người qua kẻ lại dập dìu. Mơ quỳ gối bên cạnh quan tài cậu cả cả một ngày dài. Đến khuya hôm ấy thì xung quanh đám chỉ còn một mình cô canh chừng để thắp đèn thắp hương cho cậu. Ngày ăn kẻ ở trong nhà thay phiên nhau đi ngủ. Mơ thấy cây hương sắp thắt định đứng lên thắp cây hương mới. Thế nhưng ngay lúc mà nó đưa đầu que hương đến dưới chiếc đèn dầu thì lửa bừng sáng lên một góc nhà. Bàn tay đang cầm thanh hương của Mơ run lên. Nó còn chưa đặt đầu thanh hương xuống ngọn lửa cơ mà, sao tự nhiên lại bùng cháy dữ dội được như vậy? Mơ tưởng mắt của mình hoa buồn ngủ, nhưng ngay lập tức nó lại có một sự việc lạ lùng khác. Trời đang mùa hè nhưng gió ở đâu thổi tới làm cho Mơ rùng mình. Cánh cửa gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt như tiếng ai đó rên rỉ đau đớn. Rồi trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng đây là đám tang của cậu cả, người mà Mơ tin rằng sẽ không làm hại mình, cho nên nó lấy can đảm bước chân ra ngoài cửa để xem có chuyện gì đang xảy ra. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, đêm nay không trăng chẳng có sao, chỉ có tiếng côn trùng rả rích cùng với mùi trầm hương nghi ngút. Nó định quay người đi vào trong thì đột nhiên một con mèo muôn xuất hiện trong sân. Hai mắt của nó sáng lập lòe như mắt ma chơi, khiến cho Mơ giật mình. Con mèo kia không tiến lại gần nó mà chỉ đứng từ xa. Thế nhưng ánh nhìn chằm chọc đó khiến cho hai chân của Mơ như chôn chân tại chỗ. Hương trong nhà đã tắt, nhưng ở bên ngoài gió lạnh vẫn thổi từng cơn. Con mèo vẫn đứng lặng lẽ ở góc sân nhìn Mơ như là thôi miên. Giống như có một thứ vô hình nào đó thu hút khiến cho Mơ chẳng nhận ra. Chiếc linh cữu của cậu cả chẳng còn chút nhang đèn nào đang cháy. Tối hôm nay bà Phượng dặn dò Mơ và người ăn kẻ ở trong nhà tuyệt đối không để vong linh của cậu lạnh lẽo. Theo như lời thầy phán thì cậu chết vào giờ âm, nếu không duy trì hỏa vượng thì sợ rằng việc làm ăn của gia đình bị ảnh hưởng. Ông Tấn là người làm việc lớn cho nên ông mê tín, nên từ nhà ông từ trên xuống dưới chưa từng ai dám trái lời thầy bói, mọi điều nhất nhất phải nghe theo. Thế nên khi Mơ nhận ra hương trên quan tài đã tắt thì nó sợ đến đổ mồ hôi hột, vội vàng chạy vào trong nhà thắp một nén hương mới. Cũng chính vào thời điểm đó, đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ đêm, cũng là giờ mà các linh hồn dễ dàng hiện về trần thế nhất. Do mọi người trong nhà đều đã đi ngủ cho nên không một ai nhìn thấy nắp quan tài cậu cả rung rung, giống như có ai đó đang muốn đẩy và bước ra ngoài. Mơ đang quỳ gối bên kia, nó vừa mệt vừa buồn ngủ cho nên chẳng thấy điều gì khác biệt, kể cả tiếng móng tay đang cào ken két vào quan tài. Ở bên trong quan tài, cậu cả mở bừng mắt sau một giấc ngủ dài, phát hiện ra mình bị nhốt ở trong quan tài từ bao giờ. Không khí trong đây rất ít ỏi, sức lực của cậu chẳng là bao, chỉ yếu ớt cào lên trên miệng nắp quan tài để ra hiệu. Thế nhưng dù cậu có tạo ra tiếng động như thế nào cũng chẳng ai nghe thấy. Hoảng sợ xen lẫn lo lắng làm cho cậu cả thêm suy nhược. Không khí không đủ để lưu thông làm cho hơi thở của cậu cả mỗi lúc một yếu đi. Trái tim cậu đập mạnh do thiếu dưỡng khí. Hai mắt của cậu trợn trừng vì tức giận, xen lẫn uất hận,
khi biết mình bị người ta chôn sống. Mùi hương trầm bay qua quan tài chuyển vào trong, càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Tiếng lóc cóc gõ trên nắp quan tài mỗi lúc một yếu dần rồi thất thần, như mình chứng cho cái chết thực sự đang đến gần. Sức lực toàn thân của cậu cạn kiệt, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Ngẫm lại mọi chuyện từ trước đến nay bản thân phải trải qua, và cái chết đang cận kề làm cho nước mắt của cậu lăn dài. Nỗi uất ức tức giận xen lẫn sự căm phẫn tuyệt cùng khiến cho cậu chẳng cam tâm ra đi. Cố dùng chút sức lực cuối cùng gõ lóc cóc trên chiếc thành quan tài bằng gỗ quý. Ngay lúc nãy đây tự nhiên con bé mơ loáng thoáng nghe thấy có tiếng động phát ra từ chiếc áo quan đang niệm xác chồng mình. Máu trong người của nó như ngừng chảy vì sợ. Nó định bò về phía đó xem có chuyện gì. Đêm nay mới là đêm đầu tiên của cậu cả. Nó sợ sẽ ra chuyện gì không hay, làm cho linh hồn cậu không được yên nghỉ. Thế nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói sắc lạnh vang lên. Cái con kia, mày định làm gì vậy? Quan tài cậu cả là chỗ cho mày sờ đó hả? Mơ bấy giờ vội vàng cúi gầm đầu nhận lỗi. Dù chưa nhìn rõ người đến, nó cũng nhận ra đó là giọng của bà Phượng, nữ chủ nhân hiện tại của căn nhà này. Xin lỗi bà, con xin lỗi bà, con không dám. Nhìn thấy nắp quan tài của cậu cả còn im lìm không suy chuyển, bà Phượng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Công may tính của bà cẩn thận cho nên đang đêm đi ra kiểm tra tình hình một lần. Chứ để mấy đứa kia làm ăn, bà không thể nào an tâm nổi. Bà liếc mắt nhìn mơ đầy ghét bỏ. Liệu mà canh chừng đèn hương cho cậu cẩn thận, rồi có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép xếp ra ngoài. Biết chưa hả con kia? Liệu hồn của ta đấy. Dạ, con hiểu rồi thưa bà. Thế là tiếp tục mấy hôm sau, đám tang của cậu cả diễn ra bình yên vô sự trong sự thương tiếc của cả nhà ông Tấn. Người làng chung quanh ai cũng cảm thán việc cậu còn trẻ mà đã yểu mệnh, rồi đã cưới vợ để mang lại may mắn thì hiệu quả chưa thấy đâu, còn cậu thì đã hóa thành người cõi khác. Miệng lưỡi của người đời luôn rất khắc nghiệt, nhìn thấy mơ đầu đeo khăn tăng trắng, gương mặt hốc hác thì ai cũng xì xào bàn tán. Gớm, cứ tưởng là chuột sa chính gạo, giờ thì sáng mắt ra chưa? Chắc chẳng bao lâu nữa thì nhà đó cũng đuổi cổ ra khỏi nhà. Chứ sao nữa, cái ngữ ấy ai mà thèm chứ. Vừa mới vào cửa đã khắc chết con trai nhà người ta. Mơ nghe mà uất thận ở trong lòng, nước mắt cứ tự nhiên chảy dài trên gò má. Cô nhớ đến gương mặt hiền lành của cậu cả, người chồng trên danh nghĩa mà cô chưa từng nói chuyện được câu nào. Nhớ đến những ước mơ của thời thiếu nữ, tất cả mấy hôm qua thôi mà tưởng chừng đã xa vời mãi mãi. Giờ đây nó chỉ là một thân một mình trong nhà ông Tấn, nhà của bố mẹ nó cũng chẳng thể quay trở về được nữa. Vì thời này ấy mà, con gái một khi đã gả đi thì chẳng khác nào chết nước đổ xuống đất. Huống chi nó lại là người được cưới để đổi lấy vận may cho cậu cả, thì làm gì có quyền quyết định được số phận của mình. Hương khói nghi ngút, tiếng kèn đám ma y ỉ vang lên trong suốt đoạn đường đưa tiễn cậu cả. Ông Tấn và bà Phượng khóc ngất lên ngất xuống, kẻ ăn người ở trong nhà ai ai cũng sụt sùi bịn rịn. Thế nên chẳng một ai phát hiện ra con mèo Mun mà cậu cả nuôi từ khi còn nhỏ đang lặng lẽ đi theo đoàn người. Người ta vẫn bảo là ma mèo có thể nhìn thấy ma. Nếu là lúc bình thường thì chắc chắn họ sẽ chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của con mèo Mun kia. Nhưng đang lúc tăng giả bối rối cho nên không một ai nhận ra tiếng kêu của con mèo kia, chả các nào tiếng khóc của trẻ em. Nó gầm gừ và đáng sợ đến mức rợn cả người. Khi đám tang kết thúc, cũng là lúc mọi đồ đạc liên quan đến cậu cả đều bị dọn sạch sẽ ra khỏi nhà. Lý do thầy bói bảo cậu chết vào giờ xấu, nếu cứ để quần áo của cậu trong nhà sẽ mang đến vận xui rồi cho gia đình. Thế là đám người ăn kẻ ở đem đốt hết những thứ thuộc về cậu cả, từ quần áo chăn màn thậm chí đôi dép của cậu cũng chẳng tha. Con bé mờ nhìn lửa bốc lên nghi ngút mà bần thần cả người. Dù sao thì cũng là con cháu nhà họ, sao lại đốt sạch đốt hết một cách tuyệt tình như vậy? Mọi người trong nhà đều đã đi làm việc hết, chỉ còn mơ đứng trong góc vườn canh đống lửa đốt đồ đạc của cậu cả. Lửa nóng khiến cho mắt của nó hoa đi, dường như trong làn khói bốc lên nó thấp thoáng thấy gương mặt của cậu.
Mưa giật mình, nó dụi mắt vài lần thì làn khói mới tản đi. Gương mặt mơ hồ kia cũng đã tan biến. Chắc là mình buồn ngủ, mình nhìn nhầm thôi. Mơ cứ tự nói lẩm bẩm với mình như vậy. Đột nhiên tiếng con mèo kêu ré lên. Lúc cậu cả còn sống, con mèo muôn lúc này cũng quấn quanh chân cậu như người thân. Chỉ có điều cậu cả ban ngày luôn ngủ say ở trên giường, chỉ có buổi tối mới có sức để gượng dậy, để loanh quanh trong buồng. Cậu mà thức dậy thì lúc nào cũng tìm con mèo này để chơi với nó. Suốt bao năm như vậy, nay cậu mất đi thì con mèo cũng trở thành loại động vật vô chủ. Mấy hôm nay cứ lượn lờ liên tục trong đám ma, trong đám đưa tang của cậu cả, làm cho mơ cũng cảm thấy chạnh lòng. Nó vuốt ve bộ lông sơ xác con mèo rồi thủ thỉ: cả tao với mày bây giờ đều là người thừa trong nhà này rồi. Nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt của mơ. Con bé cứ nghĩ con mèo này chẳng hiểu mình nói gì. Thế nhưng nó là con mèo già đã sống ở đây hơn 10 năm, cho nên dường như có linh tính. Con mèo liên tục dụi đầu vào tay của mơ, sau đó kéo ấu quần của mơ như muốn lôi nó đi đến chỗ nào đó. Dù khó hiểu là như mơ là người yêu thương động vật, nó bất đắc dĩ đi theo con mèo đến một nơi bình thường, có cho thêm vài đồng bạc trắng thì con bé cũng chẳng dám bén mảng. Một gian buồng nằm ở giữa khu đất vuông vức của nhà ông Tấn. Ngay từ khi đặt chân đến cái nhà này, nó đã được dặn dò kỹ là phải tránh càng xa càng tốt gian buồng của bà Phượng. Bà vong Tấn tách ra ở riêng từ lâu, nên nơi này thường ngày chỉ có một mình bà Phượng. Bản tính của mơ tò mò, nó cũng muốn xem con mèo muôn kia muốn chỉ cho nó điều gì, rồi trong lòng hơi lo lắng. Nhưng bước chân của nó vẫn chậm rãi đi về phía cửa buồng. Giờ này bà Phượng hay đi ra chợ xem người ta mua bán, hoặc là đi ra đồng canh chừng đám người ăn kẻ ở. Mới mới về làm dâu nên tạm thời bà còn chưa sắp xếp công việc cho nó. Con mèo nãy giờ vẫn cứ luôn quanh quẩn bên chân của mơ. Tự nhiên nó gừ lên một tiếng cắn nhẹ lên gấu quần, như muốn đôi kéo sự chú ý. Con bé mơ bấy giờ dừng tay cẩn thận nghe ngóng, thì dường như có tiếng bước chân rất khẽ từ đằng xa. Nó vội vàng chạy nấp đi vào một bụi hoa dâm bụt ngay đầu sân, hai mắt nhìn chòng chọc về hướng căn buồng của bà Phượng. Mơ vừa nấp xong thì một bóng dáng xa nhà tiến đến căn buồng của bà Phượng. Phải mất một lúc lâu nó mới nhận ra đây là anh Mõ, người thân hầu cận của bà chủ. Cánh cửa buồng của bà nhanh chóng được mở ra. Từ bên trong mơ há hốc mồm khi thấy bà Phượng vẫn còn đang trong phòng. Chẳng phải sáng nay bà đã ra chợ cùng bà vú trong nhà rồi sao? Cần cho hết ngạc nhiên thì một chuyện kỳ lạ khác diễn ra. Anh Mõ đưa cái túi cho bà Phượng. Đưa xong thì bà Phượng đưa tay sờ lên mu bàn tay của anh Mõ. Ngay lập tức cả người anh run như phải bà. Ánh mắt trống rỗng vô hồn quay trở lại nhà chính, giống như một người bị thôi miên. Từ nhỏ mơ chẳng được bố mẹ cho đi đâu, hiểu biết của nó chỉ giới hạn quanh quẩn trong làng xóm rồi ruộng đồng. Làm sao nó biết được những gì bà Phượng làm chính là một thuật thôi miên mà chỉ những người ở miền ngược mới biết. Chỉ một cái vuốt tay nhẹ của bà Phượng, anh Mõ lập tức quên đi tất cả chuyện vừa làm, đã đẫn đi trên đường như một kẻ ngốc cho đến khi bùa chú hết tác dụng. Bao nhiêu năm qua bà Phượng đã dùng cách này để sai khiến anh Mõ làm việc cho mình một cách kín kẽ. Nhìn bóng dáng của anh Mõ khuất sau rặng cây, con bé mơ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Tay chân của nó đổ mồ hôi lạnh, run rẩy như là đang đứng giữa trời đông. Nó nhìn chăm chăm cánh cửa gỗ đang đóng chặt, mà sợ hãi hành động ban nãy của mình đã bị bà ấy phát hiện. Chỉ danh nghĩa người đó là mẹ chồng của mơ, nhưng mà thực tế mối quan hệ của họ chẳng khác gì chủ tớ. Mơ chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt của người đàn bà ấy. Sự thấp thỏm lo lắng đó cứ theo mơ đến tận đêm muộn. Nó trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Dường như có thứ gì đó đang bay qua lại người của nó. Mơ khó chịu xua tay nhưng càng xua, cảm giác rét lạnh càng hiện rõ ràng, khiến cho nó phải bừng tỉnh dậy. Một người thanh niên tầm 20 đang đứng trước mặt nó, toàn thân mặc quần áo trắng toát, gương mặt hiền hòa đang trực khắp, làm cho mơ toan hét lên hoảng sợ. Nó lắp bắp mãi mới thành tiếng: ai đây? Sao nửa đêm nửa hôm lại trong phòng này? Người thanh niên kia không trả lời mà chỉ nhìn mơ với ánh mắt đượm buồn, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Mơ nhìn kỹ lại thấy thứ đang chảy ra từ mắt anh ta không phải là nước
mà lại chính là máu. Đến lúc này tiếng mơ choàng tỉnh giấc mộng, mồ hôi của nó chảy đầm đìa. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, gió vẫn thổi lá cây xào xạc. Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi làm cho trái tim của nó đập dồn dập. Người mà nó gặp trong mộng chính là cậu cả. Việc người vừa chết hiện về báo mộng được xem là điểm suối quẩy, chắc chắn có điều gì cần báo mộng. Nhưng cậu cả nhà này sẽ không báo mộng cho bố, cho mẹ của cậu, mà lại hiện về trong giấc mộng của mơ, người vợ chưa từng gặp mặt của cậu chứ. Đây là chưa kể đến những giọt nước mắt đỏ rực như máu chảy dài trên gương mặt trắng toát của cậu, giận đến mức khiến cho con bé mơ không dám nhắm mắt đi ngủ, chỉ sợ một lần nữa bắt gặp cảnh tượng ấy. Thế là con bé mơ cứ như vậy thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau thì bà Phượng gọi nó ra nhà lớn, dạy bảo trước mặt toàn bộ người ăn kẻ ở trong nhà. Giọng nói the thé hòa cùng gương mặt dằn dữ của bà khiến cho mơ chỉ biết răm rắp nghe theo. Ta cưới mày về để hợp mệnh chữa cho cậu cả. Ai mà ngờ được cái ngữ mày khắc chết cậu ngay trong đêm tân hôn. Mày là cái loại mang tai họa đến cho nhà này. Thế nhưng giờ đã cưới mày về rồi, tao mà đuổi mày đi thì lắng nước bảo nhà để đối xử tệ bạc. Nên tao thương tình cho mày xuống dưới bếp lòng con sen, cũng coi như giúp mày tạo phước chuộc đại lỗi lầm. Mơ nghe như vậy thì nghẹn đắng trong lòng, sau đó không thể hiểu hàm ý bên trong lời nói của bà Phượng. Dù mặt bề ngoài thì tỏ ra thương tình cho nó ở lại, thế nhưng như vậy có khác nào làm con ở không công cho nhà ông Tấn, mà bên ngoài thì vẫn mang tiếng chịu ơn chịu phước nhà ông đã cưu mang. Thế là sau buổi sáng định mệnh ấy, mới chính thức trở thành người ăn kẻ ở trong nhà. Tuy nhiên bà Phượng vẫn để nó ngủ trong buồng của cậu cả, vì căn buồng đó giờ đây chẳng một ai dám bén mảng tới. Đối với mơ thì chuyện này đúng là một cơn ác mộng, bởi vì từ tối hôm đó thì ngày nào cậu cả cũng hiện về trong giấc mơ. Khi thì cậu im lặng, khi thì chảy nước mắt, khi thì cậu nhoèn miệng cười, nhưng răng môi lại toàn là máu đỏ. Hai người bọn họ vốn là người xa lạ, thế nhưng mà với danh nghĩa vợ chồng nên chẳng hiểu sao từ từ mơ không còn sợ cậu cả nữa. Bởi cậu chẳng làm gì nó, chỉ im lặng nhìn nó như muốn chăn chối. Cứ ngỡ đây chỉ là do nó quá mức đa nghi, nhưng mà dần dà chính mơ cũng lờ mờ nhận ra trong cuộc sống hàng ngày của nó đều vô tình bắt gặp được những sự tình hết sức kỳ lạ. Sáng nào mơ cũng dậy từ sớm để lo chuyện cơm nước cho cả nhà. Nó cùng với bà Vũ nuôi cậu cả từ nhỏ, sẽ chia nhau ra người nấu nước pha trà, người luộc khoai luộc sắn và hầu hạ ông bà chủ cơm sáng. Chính vì lẽ đó cho nên lúc nào mơ cũng là đứa dậy sớm nhất, nhiều khi cả căn bếp chỉ một mình nó lọ mọ nhóm lửa thổi cơm. Ấy vậy mà hôm ấy nó nhóm lửa mãi chẳng chịu cháy, đang tính đi tìm mồi lửa thì đột nhiên bùng một cái lửa cháy to khiến nó giật mình. Thế nhưng đáng sợ hơn chính là tiếng cười khanh khách phát ra từ sau lưng. Con bé mơ chẳng dám quay mặt lại nhìn, vì nó biết tại nơi này chỉ có một mình nó là người sống. Nếu thêm ai khác thì chắc đó là hồn ma. Mặt mày của con bé mơ tái mét, nó run rẩy mãi chẳng thể nào phát ra được âm thanh. Mà đến lúc bà Vũ thức dậy thì nó mới dám thử cử động tay chân. Trong lòng của nó âm thầm thở phào vì mình thoát được một kiếp. Cứ ngỡ đó là chuyện hy hữu, nhưng dần dần thì tần suất nó gặp những chuyện lạ lùng này trở nên thường xuyên. Mà cũng nhận ra được hồn ma kia chẳng hề hại mình, mà ngược lại, có thể cậu cả quá mức cô đơn nên muốn tìm một người bạn bầu bạn đúng nghĩa. Sáng hôm sau là tuần giỗ đầu của cậu cả, nhưng ông bà Tấn không làm mâm cúng gì cả. Chẳng phải nhà ông bà thiếu thốn gì chút tiền, mà là do thầy báo bảo cậu cả chết vào giờ xấu, cho nên hạn chế bày biện cúng kiếng, sợ hồn ma của cậu còn lưu luyến nhân gian quay về bắt người sống. Rồi trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng mà thương tình cậu chết một cách lạnh lẽo nên mơ vẫn lén lốt đốt cho cậu một ít giấy tiền. Trong lúc nó đốt giấy tiền thì con mèo muôn cứ quấn quanh chân của nó. Vừa đốt giấy tiền, con bé vừa lẩm bẩm: cậu cả, cậu sống khôn thác thiêng thì an nghỉ, đừng lưu luyến nhân gian mà làm khổ mình. Nó vừa khấn xong thì mấy ngọn cỏ chung quanh khẽ lay động, giống như có người đang đáp lại lời của nó vậy. Còn bé mơ nghĩ đến việc cậu chết trẻ mà thương, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Lửa bỗng chốc bùng lên cháy mạnh mẽ, con mèo muôn cũng kêu lên một tiếng thảm thiết.
Lông trên lưng của con mèo dựng đứng lên như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Mà cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng này, còn chưa biết làm gì thì một giọng nói văng vẳng trong đầu của nó: mau trốn đi, có người đến, trốn đi. Như hiểu ý, Mơ lập tức chạy đi nấp sau bụi chuối gần đó. Vì gấp quá cho nên nó chưa kịp dập tắt đống giấy tiền, tàn lửa và cho bụi vẫn bay phấp phới, khiến cho anh Mõ, người vừa đến, cảnh giác nhìn chung quanh. Là kẻ nào dám đốt giấy tiền cho cậu cả? Thưa bà, con cũng không biết. Cả người con bé Mơ nếp mình sau bụi chuối, đến thở nó cũng không dám thở mạnh. Nó nhận ra hai người vừa đến chính là bà Phượng và anh Mõ. Nếu bị họ phát hiện thì nhất định nó sẽ không yên ở trong cái nhà này. Cho người điều tra kỹ cho tao, tao không muốn trong cái nhà này có bóng dáng của cái thằng danh đó. Anh Mõ gật đầu, còn bà Phượng hừ một cái rồi nói sang chuyện khác. Chuyện lần trước tao nhờ mày làm đến đâu rồi? Thưa bà, con đã cho người đốt hết toàn bộ đồ đạc của cậu cả, đảm bảo không còn một thứ gì gây ám ảnh cho bà nữa. Chuyện đã rào gần đây chẳng hiểu vì lý do gì, bà Phượng cứ thỉnh thoảng lại cảm thấy có ai đó đi bên cạnh. Kẻ viêm bọn người ăn kẻ ở trong nhà thì chúng nó bảo có thể là vong của cậu cả còn lưu luyến. Kết hợp với lời của thầy bói thì ai cũng tin cậu chết không nhắm mắt, nên mới hiện hồn về trong nhà này. Bà Phượng càng được đà mà đốt sạch sẽ toàn bộ những thứ liên quan đến cậu, thậm chí là con mèo môn cậu nuôi mà cũng muốn giết quách đi. Cũng nhờ con mèo đó nhanh nhẹn trốn được cho nên sống đến hôm nay. Không giết được nó, bà Phượng vẫn còn lo được lo mất. Mỗi lần nhìn thấy thứ gì trong nhà đều cảm thấy như có vong của cậu cả ở đây. Lần trước bà nhờ anh Mõ liên hệ với thầy ở miền ngược xin một loại bùa chú đến trấn an nhà cửa. Lo sợ anh Mõ bếp xếp nên chính bà cũng phải dùng thuật thôi miên để anh Mõ quên đi cái chuyện đó. Cứ ngỡ có được lá bùa của thầy thì mọi chuyện sẽ xuôi. Nhưng có vẻ như oán khí của cậu cả còn nặng, cho nên mãi cậu vẫn lưu luyến nơi này. Đã vậy hôm nay bà còn phát hiện có người lén đốt vàng mã cho cậu. Càng nghĩ thì bà lại càng không yên lòng. Gương mặt nhăn nheo của bà càng thêm dữ tợn, bà gằn giọng: mày đi theo tao ra chợ sau một cái lễ. Nhìn vào bóng dáng của hai người đi khuất xa, Mơ dám thở vào. Nó định quay về bếp thì giọng nói kia văng vẳng: chạy đi, mau chạy đi. Mơ vô thức nghe lời mà chạy nhanh khỏi chỗ này. Nhưng khi con bé đến chỗ ngã rẽ giữa đường đến vào nhà bếp và đường đi đến buồng của bà Phượng, thì con mèo muôn cứ liên tục kéo ống quần của nó, nhất quyết không để cho nó đi về bếp. Sau một thời gian tiếp xúc con mèo này thì Mơ lờ mờ nhận ra nó có linh tính. Bố mẹ nó vẫn bảo mèo sống lâu sẽ thành tinh, cho nên hiểu mọi chuyện của con người. Thế nên con bé Mơ lưỡng lự một lát rồi đi theo hướng con mèo đang chỉ. Lối đi vào căn buồng của bà Phượng vắng vẻ, yên lặng đến mức ngay cả tiếng bước chân lẫn nhịp tim đập thình thịch của bé Mơ. Thỉnh thoảng là có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến da gà da vịt của nó nổi hin. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt, bởi vì trong lòng của nó hiểu, chỉ cần bị phát hiện thì lập tức nó chịu hậu quả hết sức nặng nề. Dù trong lòng hoảng loạn như vậy, nhưng nhớ đến gương mặt khắc khổ của người cậu cả, cùng những giọt nước mắt máu của cậu, Mơ như được tiếp thêm can đảm. Nó tin chắc cái chết của cậu có uẩn khúc gì đó. Nếu không thì cậu sẽ chẳng hiện về báo mộng cho nó hàng ngày như vậy. Thất một cái nó đi đến cửa buồng của bà Phượng. Căn buồng này luôn được khóa kín, nhưng chẳng biết con mèo muôn của cậu làm sao biết được bà ấy giấu chìa khóa dưới bệ cửa đầu hè. Nó dùng móng bới bới mấy viên gạch nung ở đó khiến cho Mơ chú ý. Con bé vạch vài viên gạch ra, đang nhìn thấy chùm chìa khóa của bà chủ. Chưa bao giờ Mơ được đặt chân vào bên trong căn buồng của bà Phượng. Nói đúng hơn thì người ăn kẻ ở trong nhà ông Tấn chưa ai bước chân vào đây ngoài anh Mõ. Bên trong căn buồng mù tối, lập lòe ánh đèn dầu nhìn chẳng khác gì cái am thờ, làm cho Mơ giật nảy cả người khi bước tới. Cái bầu không khí âm u xen lẫn những bức tranh kỳ dị được bà Phượng treo trên tường, làm bất cứ ai nhìn cũng phải toát cả mồ hôi. Căn buồng không lớn, chỉ độ 20 mét vuông, nhưng được bà Phượng ngăn thành một khu thờ cúng và một khu ngủ. Mơ vừa lướt qua ban thờ đáng sợ kia, đi thẳng về chiếc giường của bà chủ. Thoạt nhìn nó chẳng khác gì những chiếc giường bình thường, nhưng bà Phượng đặt rất nhiều vật dụng kỳ lạ chung quanh. Nào là những mảnh vải với các ký tự kỳ lạ, rồi cả những lá bùa màu vàng chói mắt treo chung quanh.
Hai bàn tay của Mơ run rẩy sờ đến cái gối của bà Phượng. Nó muốn tìm xem bà có thứ giấu gì giấu trong đây hay không. Người đàn bà này luôn hành động một cách kỳ lạ, lại còn hay tin vào thầy bói, thầy cúng. Cùng với những thứ bùa chú đáng sợ, nên rất có thể bà ta sẽ lén giấu vài thứ không sạch sẽ bên cạnh của mình. Đang mải mê tìm kiếm thì đột nhiên chân của Mơ va phải thứ gì đó mềm mềm ở trên giường. Nó nhìn xuống theo phản xạ thì giật mình. Đây chính là con búp bê vài hình người với kích thước chẳng khác gì người thật. Thoạt nhìn nó y như một người đang nằm ngủ, khiến con bé Mơ cứ ngỡ bà ta giấu một xác chết ở bên dưới gầm giường trong buồng. Đừng động vào con búp bê đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Mơ vội vàng tránh ra con búp bê. Con mèo Môn đứng bên cạnh Mơ lượn lờ một vòng quanh hình nộm đáng sợ. Cây đuôi của nó phe phẩy lớp bụi bám trên bề mặt vải, làm lộ ra một dòng chữ bằng tiếng Tàu ngay trên bụng của con búp bê. Đương nhiên Mơ chẳng hiểu được đó là chữ gì, nhưng nó đã từng được mẹ kể về một loại phép thuật được lưu truyền từ xa xưa. Người ta hay đâm kim vào hình nộm để chủ yểm người mình ghét cay ghét đắng. Sợ vào những thứ trong căn phòng này của bà Phượng thì nó tin chắc rằng bà ấy đang yểm bùa một người nào đó. Nhìn kỹ thì sẽ thấy trên con búp bê vải kia vẫn còn đang bị một câm kim. Cái kim màu đen như bị tẩm thuốc độc chễm chệ trên đầu, giống như phong ấn bởi một thế lực nào đó. Bàn tay của Mơ run rẩy định sờ lên cái kim đó. Cẩn thận, không được chạm vào con búp bê. Giọng của cậu cả khẩn thiết vang lên. Đầu óc của Mơ ong ong như muốn có ai đó đang gõ vào. Nó vừa muốn gỡ cây kim, vừa phải tránh động tay vào con búp bê. Thời gian tích tắc trôi qua, thời gian của Mơ không còn nhiều, bà Phượng có thể trở về bất cứ lúc nào. Mơ đành liều xếp một mảnh vải ở gấu quần, lót lên lòng bàn tay, dứt khoát rút cây kim. Máu lập tức bắn ra thành dòng theo chuyển động của cây kim trên tay của Mơ. Cái thứ chất lỏng tanh tưởi nhớt nhớt ấy bắn ra từ một con búp bê vải, làm cho không khí căn buồng trở nên đáng sợ. Toàn thân của Mơ run rẩy, đến lúc này đây nó mới cảm nhận được mình đã làm một việc đáng sợ đến nhường nào. Những thứ bùa chú của bà Phượng có thể vật chết nó ngay lập tức. Mơ chẳng còn tâm trí dọn dẹp căn buồng đầy máu, nó chạy chối chết ra ngoài, giống như là muốn tránh xa các thế lực tâm linh. Bà Phượng là người làng bên cạnh, bố mẹ của bà nguồn gốc miền núi, nên bà có biết một vài bùa chú mà người dưới xuôi rất ít khi sử dụng. Khi bà được gả làm vợ hai của ông Tấn thì cậu cả đã được một tuổi. Do sức khỏe của mẹ cậu cả bị yếu đi sau khi đẻ cậu, bà Phượng là người gánh trách nhiệm nuôi dạy cậu từ khi còn tấm bé. Ấy thế nhưng mẹ con như liền khúc ruột. Cậu cả dù được bà Phượng chăm sóc từng đi từng tí, nhưng vẫn hàng ngày quấn quýt bên mẹ ruột của mình. Mà chuyện chẳng có gì nếu như mẹ cậu chẳng trúng phải gió độc và ra đi vĩnh viễn vào một buổi chiều cuối đông. Lúc ấy cậu cả mới được 3 tuổi và đã chịu cảnh mẹ ruột qua đời. Ngày bố đẻ là ông Tấn chỉ lo làm ăn gây dựng danh lợi. Ngã ăn kẻ ở trong nhà lúc đấy đều chịu sự quản lý của một mình bà Phượng. Từ danh phận vợ lẽ nên bà Phượng đường đường chính chính trở thành bà cả. Chỉ cần bà sinh thêm một người con nối dõi thì cậu cả chẳng khác nào người thừa trong nhà này. Chính vì lẽ đó nên chẳng có một ai đoái hoài đến cậu cả, và cũng không ai để ý đến sức khỏe của cậu ngày càng yếu đi. Có một bí mật bà Phượng luôn giữ kín cả đời, đó chính là bà không thể sinh được con. Thế cho nên bà chẳng làm gì cậu cả, trái lại còn tỏ ra hết sức chăm sóc cậu, đúng với dáng vẻ của một người mẹ kế hết lòng. Hành động đó của bà thật đánh lừa được thiên hạ. Người trong nhà hay là bà con xóm làng đều nghĩ bà là người mẹ tốt. Đáng tiếc cậu ấy xấu số nên sức khỏe cứ yếu dần đi theo thời gian. Xe thoại về nhà ông Tấn thì Mơ được nghe từ lâu. Chuyện của nhà giàu có ấy lúc nào trở thành đề tài của mọi người bàn tán xôn xao. Thế nhưng sau khi bước chân vào làm dâu nhà này mới lờ mờ nhận ra mọi thứ chẳng như những gì Mơ đã nghĩ. Mơ bỏ chạy về phòng rồi đóng chặt cửa lại. Tay vẫn đặt lên trái tim đang dồn dập trong lồng ngực của mình. Khung cảnh đáng sợ trong căn buồng của bà Phượng và hình nộm bằng vải kia cứ ám ảnh nó ngay cả trong giấc ngủ. Hình ảnh máu thịt đỏ tươi xen lẫn hình nộm trắng gần đáng sợ hiện lên rõ muộn một trong đầu con bé. Mơ còn đang ngơ ngác chẳng hiểu tại sao nó xuất hiện ở đây thì đột nhiên cái hình nộm khi cựa quậy. Ban đầu chỉ là mấy ngón tay hơi nhúc nhích, sau đó là cả cánh tay và chân đều rục rịch động đậy,
như một người muốn thức dậy sau giấc ngủ dài. Con bé mơ nhìn thấy hình nộm bít đi như người thật thì thét lên kinh hoàng. Nhưng nó phát hiện bản thân không thực sự tồn tại trong không gian này. Nó chỉ như một người đứng bên ngoài chứng kiến câu chuyện nào đó mà thôi. Cho nên dù hét lớn thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ánh mắt của con bé mơ dõi theo những sự việc kỳ lạ diễn ra ngay trong căn buồng bí hiểm của bà Phượng. Trên người con búp bê vải kia vẫn còn châm kim, có nghĩa là câu chuyện mơ chứng kiến là những gì xảy ra trước đây. Hình nộm kia khét đẩy cửa buồng đi chậm chậm tiến về buồng của cậu cả. Trời đã khuya nên đường đi chẳng gặp phải bất cứ ai, nó thuận lợi đi đến bên cạnh người cậu cả. Cậu cả vẫn nằm im mà trên giường như mọi ngày, giống như một phép thuật kỳ bí nào đó xảy ra. Kể từ khi con búp bê vải kia tiến vào phòng, cậu cả bừng tỉnh. Hai mắt nhanh chóng có tiêu cự như một kẻ khỏe mạnh bình thường. Dù có là người ngu ngơ thế nào đi chăng nữa cũng hiểu được cậu cả đã bị phép thuật của bà Phượng khống chế. Suốt bao năm qua người ta vẫn đồn đoán về căn bệnh kỳ lạ cậu cả mắc phải. Ban ngày thì cậu ngủ say như chết, chỉ khi trời tối mới thức dậy sinh hoạt bình thường. Thế ra thứ mà cậu bị trúng không phải là bệnh mà là bùa ngải bí hiểm của người đàn bà độc ác kia. Ban đầu bà Phượng cho cậu uống một loại thuốc độc. Thứ thuốc này không khiến cho cậu cả chết ngay, mà chỉ làm cho cơ thể của cậu suy yếu. Dần khi mỗi đúc một ít đi làm trong khí chung quanh người cậu trỗi dậy mạnh. Sau vài năm lấy danh nghĩa chăm sóc con của vợ cả, thì bà Phượng không chỉ thành công đầu độc người con ghẻ kia, mà còn thu thập tóc và máu của cậu để làm thành một con búp bê bùa ngải. Bề ngoài nó chỉ là một con búp bê cỡ lớn, nhưng bên trong ruột thì bà Phượng nhét 49 cọng tóc và 7 giọt máu của cậu cả. Để bổ chú hiệu nghiệm thì bà Phượng còn dùng bí thuật của mình học được ở miền ngược để yểm vào con búp bê vải này. Thế là kể từ dạo đó cậu cả ốm liệt giường, dù ông Tấn đã mời biết bao thầy thuốc cao tay cũng chẳng tìm được căn nguyên. Còn bà Phượng thì tỏ ra là một người mẹ kế nghiền lành, ngày ngày chăm sóc sức khỏe cho cậu đến mức không màng việc sinh con của chính mình. Còn búp bê vải kia được bà Phượng giấu kín dưới gầm giường trong buồng. Khi bà đâm kim vào vị trí thì cậu cả sẽ đau đớn ở vị trí đó. Đặc biệt nếu bà đâm vào đầu thì cậu hôn mê bất tỉnh cho đến khi nào cây kim được rút ra. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Hồn phách của cậu cả đã bị bà Phượng bắt nhốt vào bên trong hình nộm kia. Chỉ buổi tối bà mới giải phong ấn để con búp bê vải đi đến buồng cậu cả đánh thức cậu tỉnh dậy. Chỉ cần cây kim vẫn bị bà đâm vào đầu hình nộm thì bà muốn đánh thức cậu dậy hoặc muốn cho cậu ngủ giấc ngàn thu lúc nào cũng được. Với phương thức tàn nhẫn đó, bà Phượng đã thành công biến cậu cả thành một người nửa sống nửa chết trong hàng chục năm trời, nhằm che giấu cho việc bản thân bà không có khả năng sinh đẻ. Phải biết rằng ở thời này đàn bà con gái mà chẳng thể đẻ thì sẽ bị thiên hạ thi nhau bàn tán đến chết thì thôi. Nên bà nghĩ ra một âm mưu hiểm độc, vừa có thể giữ danh tiếng cho bản thân, lại vừa gạt đi kẻ thừa kế tài sản khổng lồ. Thời bấy giờ phụ nữ đều sống nhờ chồng nhờ con. Bởi vì lẽ đó cho nên một người không có con như bà nhất định sớm trở thành người thừa trong cái nhà này. Bà Phượng không cho phép người ta được quyền khinh nhờn mình, cho nên ra tay từ sớm để giết hại độc đinh của nhà ông Tấn. Cậu cả chịu sự tra tấn tàn nhẫn đó trong nhiều năm, mà đến khi cậu trưởng thành thì bà Phượng chuyển sang bước tiếp theo, mượn tay người khác để giết cậu. Mọi người chỉ nghĩ sức khỏe của cậu cả yếu ớt hơn người bình thường là bởi vì buổi tối cậu vẫn tỉnh dậy, tinh thần minh mẫn tỉnh táo. Lợi dụng điều này, bà Phượng đã khuyên nhủ ông Tấn cưới vợ hợp mệnh để chữa bệnh. Ban đầu ông Tấn không đồng ý, con trai ông dù có ốm yếu thì cũng thừa sức cưới được người vợ con nhà danh giá, sao phải lấy hạng cùng đinh như con bé mơ. Thế nhưng bà Phượng ngày ngày dù gì bên tai khuyên nhủ nên đồng siêu lòng tặc lưỡi đồng ý. Vậy là đám cưới của cậu cả, con trai của gia đình giàu có nhất vùng, diễn ra rình rang như những gì bà con hàng xóm chung quanh đã thấy. Chẳng ai ngờ được ngay sau ngày cưới thì cũng là ngày tang lễ của cậu cả, và người đứng ra làm mình nhân thế mạng cho cái chết của cậu chính là bé Mơ, người vợ mới chân ướt chân ráo bước qua cửa nhà ông Tấn. Cứ ngỡ kế hoạch của bà Phượng diễn ra suôn sẻ, bà âm thầm rút cây kim độc ra khỏi xác của hình nộm, khiến cho cậu cả tắt thở. Ngay lúc mà thầy thuốc thăm khám là mọi người đều nghĩ cậu đã lìa đời. Thế nhưng chỉ một mình bà Phượng biết, thực ra cậu chưa hề chết,
mà chỉ tạm thời ngưng tim một thời gian ngắn mà thôi. Đêm đầu tiên diễn ra đám ma của cậu cả, bà Phượng lệnh cho gia nhân trong nhà luôn phải túc trực bên cạnh linh cữu của cậu, tuyệt đối không được để cho hương tàn khói lạnh. Theo lời của thầy bói căn dặn, chỉ cần luôn đốt một loại u hương đặc biệt gì đó, cậu cả sẽ không thể nào tỉnh dậy được, từ từ thiếp đi và chết một cách êm ái. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, con mèo muôn mà cậu cả nuôi từ nhỏ đến lớn đã nhân cơ hội đêm hôm khuya khoắt lôi kéo sự chú ý của con bé mơ, khiến cho nén hương bị gió thổi tắt mà chẳng một ai đốt lại kịp thời. Trong tích tắc đó đủ để cho cậu cả tỉnh khỏi giấc mơ mụ mị của bùa chú bà Phượng gây nên. Đáng tiếc số của cậu đã tận, rồi liên tục cào lên nắp quan tài thì cũng chẳng một ai nghe được và phải chịu cảnh bị chôn sống đến chết một cách tức tưởi. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra lần lượt trước mắt bé mơ, giống như một vở kịch chân thực khiến đầu óc của nó đau như búa bổ. Thì ra nó bước chân vào nhà này là một âm mưu tàn độc mà người đàn bà độc ác kia đã bày ra. Thế ra cậu cả với danh nghĩa quý tử của nhà quyền quý nhưng lại bị âm thầm đầu độc giết hại một cách oan ức như vậy. Nếu như còn bé mơ mà không vô tình có một sợi dây gắn kết với cậu thì chẳng bao giờ biết được sự thật đang giấu đằng sau cánh cửa của nhà ông Tấn là gì. Mà biết rõ lại càng thương cậu cả hơn. Mặc dù danh nghĩa là quý tử của nhà giàu có nhất vùng, từ nhỏ cậu cả đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Sau đó thì bị bà Phượng dùng thuốc độc ám hại trong suốt cả chục năm, khiến sức khỏe của cậu ngày càng suy yếu. Ngay cả cái chết của cậu cũng là do một tay của bà ta sắp đặt, tàn ác và dã man đến mức chẳng ai có thể ngờ được một người phụ nữ lại có thể làm ra cái chuyện tày đình như vậy. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi tung cánh cửa sổ trong buồng của cậu cả, làm cho bé mơ tỉnh giấc. Mồ hôi trên trán của nó vã ra như tắm, hơi thở vẫn còn dồn dập vì những gì nó thấy trong giấc mơ chân thực một cách đáng sợ. Cả căn buồng trống chỉ còn tiếng gõ cửa sổ va vào nhau kẽo kẹt, tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai. Cảm ơn em đã giúp hồn phách anh siêu thoát. Nếu không có em, linh hồn của anh vĩnh viễn bị giam cầm trong cái hình nộm kia một cách oan ức. Đời đời kiếp kiếp này sẽ trở thành vong linh vất vưởng ở trần gian. Thế ra mà việc mơ mạo hiểm rút cây kim ra trên người nghịch nộm chính là cách phát giải bùa chú chấn điểm linh hồn của cậu, khiến cho cậu được giải thoát hoàn toàn và kể lại câu chuyện đã qua cho mơ hiểu. Bao nhiêu năm nay người ăn kẻ ở trong nhà không một ai dám đặt chân vào buồng của bà Phượng. Thế nhưng bà không ngờ được một cô dâu hở như bé mơ lại to gan phá vỡ kế hoạch kín kẽ của bà ta. Vừa trở về phòng mình thấy máu me chảy tung tóe khắp nơi, còn con búp bê vải nằm lăn lâm lấp giữa phòng, khiến tay chân của bà Phượng rụng rời. Là người trực tiếp sử dụng bùa chú nên bà hiểu, một khi linh hồn cậu cả trốn thoát ra ngoài, bà sẽ bị quật đến chết đi sống lại bởi chính thứ mà bà đã tạo nên. Đúng như những gì bà Phượng lo sợ, con búp bê vải kia từ từ đứng dậy giữa vũng máu tiến về phía bà. Mỗi bước chân của nó tuy chậm chạp nhưng vững chắc như đá, tạo nên âm thanh trầm đục khi va chạm với sàn nhà. Nhìn nó mỗi lúc gần mình mà bà Phượng như cảm nhận được cái chết đang tiến gần hơn. Cả đời của bà đã làm rất nhiều chuyện ác, liên tục bày mưu tính kế hết người này đến người kia, chưa bao giờ dám ngủ yên giấc trong chính căn buồng của mình vì lo sợ kế hoạch to lớn sẽ đâm biến cố. Mọi việc diễn ra tưởng chừng suôn sẻ, mẹ con cậu cả đều bị một tay bà giết chết. Bà đã dần lên kế hoạch loại bỏ cả ông Tấn để được một mình độc chiếm gia sản kích xù này. Ấy thế mà mọi chuyện lại trở nên khó kiểm soát kể từ ngày bà cưới con bé mơ cho cậu cả. Giọt nước mắt hối hận của bà Phượng lan dài trên má, nỗi sợ hãi về cái chết cận kề làm bà chỉ biết lắp bắp: Được lại đây. Sao nói của bà Phượng run rẩy theo từng động tác chậm chạp của con búp bê. Tuổi tác của bà chỉ độ 50, tay chân còn nhanh nhẹn, nhưng chẳng hiểu sao lúc này bà chẳng thể nào cử động. Bà rất muốn hét toáng lên để cho người làm trong nhà chạy tới cứu, nhưng mà dù có mở miệng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì từ miệng của bà chỉ phát ra những tiếng u ớ như người câm. Hành động kia tiến gần về phía của bà, hai cánh tay giơ lên phía trước nhắm thẳng hướng cổ bà Phượng mà bóp chặt. Vốn dĩ con búp bê này được làm bằng vải,
cho nên mềm đến mức độ tự mình nó cũng khó mà đứng thẳng dậy nếu như không có người đỡ. Nhưng mà lực siết cổ bà Phượng lại vô cùng mạnh, giống như đang bị một thế lực nào đó điều khiển. Hơi thở của bà Phượng yếu dần, lượng không khí đi vào phổi mỗi lúc một ít, khiến cả người của bà căng thẳng đến mức run rẩy. Chưa bao giờ bà cảm nhận cái chết đến gần mình như thế. Sự sợ hãi tột cùng dâng lên làm cho nước mắt của bà ứa ra. Bởi chính hành động mình tạo nên giết chết, đây là quả báo xứng đáng cho những hành động tàn ác của bà. Ngay lúc này đây, bà cảm nhận được cái chết từ từ khi không khí mỗi lúc một ít đi. Chả khác nào cái cách cậu cả đã bị chôn sống trong chiếc quan tài mà ông Tấn cất công chuẩn bị cho quý tử nhà mình. Lúc sau người làm trong nhà phát hiện xác của bà Phượng thì là sáng hôm sau. Cảnh tượng đó kinh khủng, máu me trong phòng be bét, toàn thân bà Phượng chết cứng đờ trên vũng máu. Đi kèm với đó là đôi mắt trợn tròn và cái lưỡi thè ra cả găng tay. Cả bé mơ nghe kể mà sờn cả da gà. Nó biết cái chết của bà Phượng chắc chắn do cậu càng nghiện về. Cho những đau đớn mà cậu phải gánh chịu trong suốt cuộc đời đoạn mệnh của mình. Vì lo sợ điều tiếng không hay, cho nên ông Tấn cấm tiệt tất cả người ăn kẻ ở trong nhà dám bép xép về cái chết bất đắc kỳ tử của bà Phượng. Người làng chỉ biết rằng ngay sau cái chết của cậu cả không lâu, bà Phượng vì quá thương nhớ cậu mà sinh bệnh dẫn đến lìa đời. Đám gia nhân trong nhà ai nấy đều cun cút lo sợ, chẳng một ai dám bén mảng đến gần căn buồng của bà Phượng và cậu cả, như sợ bị ám cái vận xui rủi ở đó. Duy chỉ cô bé mơ vẫn thường ngày sống trong căn buồng mà cậu cả từng sống, thỉnh thoảng vẫn thầm nói chuyện một mình với ai. Ngày không hiểu chỉ nghĩ nó bị ám ảnh bởi những cái chết liên tiếp xảy đến trong ngôi nhà này. Nhưng mơ biết mỗi ngày vẫn có người đồng hành và lắng nghe những câu chuyện vô thường vô phạt mà nó kể. Nó thật lòng mong cậu cả đã sớm được siêu thoát và quay lại làm người trong một gia đình khác. Thế nhưng mệnh của nó và cậu hợp nhau, nên mỗi ngày mơ đều có thể cảm nhận được linh hồn của cậu vẫn đang ở trong ngôi nhà này. Do chịu sự khống chế của tà thuật, bà Phượng sử dụng suốt thời gian dài, cậu cả rất cần nhiều thời gian để có thể hoàn toàn rũ bỏ được uế khí trong linh hồn. Theo lời của cậu, hàng ngày mơ vẫn sinh hoạt như một người ăn kẻ ở trong nhà ông Tấn. Nhưng nó sẽ nhận lúc không ai để ý, liền vào căn buồng của bà Phượng từng sống. Nơi đây giờ đã trở thành cấm địa trong nhà ông Tấn, chẳng một ai dám bén mảng đến đây vì sợ gặp ma. Năm người ăn kẻ ở vẫn đồn rằng mỗi tối từ trong căn buồng này thường phát ra những tiếng la hét ghê sợ, giống hệt như là giọng nói chanh chua của bà Phượng lúc trước. Khi đã lèn đường vào bên trong buồng của bà Phượng, mơ chỉ cần dùng vài nén hương thắp lên bàn thờ đặt đặt trong phòng của bà. Số hương này đã được tẩm máu của gà chống thiến. Một khi đốt sẽ có tác dụng trừ tà và mang lại dương khí cho những nơi âm u lạnh lẽo. Do cậu cả đã bị nhốt trong người hình nộm đặt ở buồng của bà Phượng một thời gian dài, nên bây giờ linh hồn của cậu vẫn trú ngụ ở đây. Dù có đi đâu chăng nữa thì mỗi ngày đều phải quay lại đây ít nhất một lần vào lúc nửa đêm, nên tạm thời chưa thể nào siêu thoát. Việc mơ làm sẽ giúp xua tan oán khí tích tụ trong căn buồng này, từ đó giúp linh hồn cậu được thanh thản hơn để siêu thoát trong một ngày không xa. Có đôi lần mơ lấy hết can đảm để hỏi cậu cả trong giấc mơ của mình: hay là em đốt nhiều hương hơn để linh hồn cậu được siêu thoát? Ấy vậy nhưng cậu lại không đồng ý. Anh không vội, em cứ đốt hương đều đặn mỗi ngày. Sau 100 ngày linh hồn anh được giải thoát hoàn toàn khỏi căn buồng này. Khoảng thời gian này chính là những ngày cuối cùng anh còn được nói chuyện với nhau. Sau này nhớ bảo trọng. Đến khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, nhà đến giấc mơ ấy làm cho con bé mơ bần thần cả người. Nó đã được gả vào nhà này thì cả đời chỉ có thể lầm lỗi ở đây. Một ngày cưới cậu cả thì cả đời là người của cậu. Âu cũng là cái duyên cái số khiến nó với cậu chẳng dễ dàng mà chia cắt được, rồi đã âm dương cách biệt. Nghe đến đó thì mơ nhoẻn miệng cười buồn. Nó lặng lặng bấy giờ rời lại giường, rồi lại tranh thủ lúc người ta không để ý mà lèn vào trong buồng của bà Phượng thắp hương cho người chồng hờ của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những câu chuyện tiếp theo.